Phượng Hoàng Tuấn Vũ, một hiện tượng hiếm thấy của làng nhạc vàng. Trong suốt sự nghiệp hơn 30 năm ca hát đã qua, Tuấn Vũ đã thu âm trong phòng thu ít nhất 1.600 ca khúc. Đó là thống kê của fan hâm mộ ca sĩ Tuấn Vũ, những người chuyên sưu tầm tất cả bản thu âm trong sự nghiệp đầy vinh quang của nam ca sĩ nhạc vàng được yêu thích nhất kể từ sau năm 75 này. Hơn 30 năm qua, nhìn lại quãng thời gian ca hát của Tuấn Vũ, có thể thấy anh đã gặt hái được những thành công ít người có được, đặc biệt là thời đỉnh cao vào đầu thập niên 90. Tuy nhiên, bên cạnh đó cái giá phải trả cho sự vinh quang là nỗi cô đơn, thậm chí là sự lừa lọc và kết quả là đã có thời gian Tuấn Vũ gần như mất trắng tất cả, thất vọng vì thói đời, anh từng nghỉ hát 4 năm, suốt ngày chỉ chìm đắm trong hơi Men, ca sĩ Tuấn Vũ khởi đầu sự nghiệp khá trễ khi đã 26 tuổi. Trước đó từ lúc sang Mỹ anh làm nghề thợ tiện, thậm chí trong những năm đầu đi hát từ năm 85, anh vẫn vừa đi hát vừa làm nghề này. Nghề này mang đến thu nhập mỗi giờ 4 đô, một số tiền không phải tệ, đủ để trang trải cuộc sống và có thể đi nghe nhạc hàng đêm tại các quán cà phê. Vốn đam mê ca hát từng góp mặt trong ca đoàn nhà thờ khi còn ở Việt Nam, Tuấn Vũ tham gia các buổi hát với nhau mỗi buổi tối. Trong một buổi như vậy vận may đã đến với Tuấn Vũ. Đó là bước ngoặt mang tính đổi đời khi ca sĩ Trúc Mai phát hiện ra giọng hát Tuấn Vũ, nhận ra tố chất ngôi sao của một anh thợ tiện. Cô đã mời Tuấn Vũ thu âm chung trong một cuốn băng do Trung tâm Thanh Lan phát hành. Từ cuốn băng đó, bà chủ Trung tâm băng nhạc danh tiếng Thanh Lan rất ấn tượng với giọng hát trầm ấm không trùng lập của Tuấn Vũ, nên khuyên anh rời San Jose để về vùng Santa Ana ở Los Angeles, nơi có đông đảo người Việt để tiện cho việc ca hát. Cuốn băng đầu tiên của riêng giọng hát Tuấn Vũ ra mắt công chúng là Gửi về em, được anh tự thực hiện nhờ bên Asia Hòa Âm rồi bán cho trung tâm Thanh Lan, phát hành được 50.000 cuốn. Một con số kỷ lục thời ấy trở thành tấm vé tàu tốc hành để Tuấn Vũ đi một mạch lên đỉnh cao của làng nhạc hải ngoại. Lúc này Tuấn Vũ không là ca sĩ độc quyền của trung tâm nào nên hầu hết các trung tâm băng nhạc lớn của hải ngoại đều mời Tuấn Vũ hát. Băng nhạc nào của anh tham gia cũng đều bán rất chạy, đem về món lợi rất lớn về tài chính cho các trung tâm cũng như cho chính Tuấn Vũ. Lúc đó với mỗi bài thu âm, anh được trung tâm băng nhạc, trả 1.000 đô, một tháng trung bình thu được 20 bài, số tiền kiếm được anh sắm nhà cửa xe cộ, nhờ bạn bè giữ giúp, cũng từ đó phát sinh những bi kịch của một quãng thời gian trong đời. Trong cuốn sách Thân phận và hào quang của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, ca sĩ Tuấn Vũ đã chia sẻ thời kỳ này như sau. Tôi ham vui nên tôi không thể sống một mình và tôi cũng là người sống thiên về tình cảm, yêu thích cuộc sống ấm cúng, vui vầy vì từ khi 20 tuổi tôi đã xa nhà và sống một cuộc sống cô đơn với bao người xa kẻ lạ tôi chỉ nghĩ tiền bạc không thành vấn đề tình cảm vốn là thứ khó kiếm tôi có rất nhiều bạn bè khi mình có được tiếng tăm và tiền bạc và rồi cuối cùng tôi bị lừa cũng là từ những người bạn đó tôi nghĩ mất tiền sẽ không khiến mình trắng tay nhưng mất niềm tin mới là điều khủng khiếp tôi mất hàng triệu đô rồi một vài trung tâm băng nhạc nợ tiền tôi cũng không trả nhà tôi bạn đứng tên rồi cuối cùng bạn lật kèo đẩy tôi ra đường số tiền tôi đi làm nhiều quá không gửi hết nhà băng mà gửi cho bạn tiền lấy, nhà lấy, một giai đoạn tiếng tâm của người nghệ sĩ mất trắng do chính điểm yếu của mình, tin người và cần tình cảm. Cay đắng và hụt hẫng, mất niềm tin với bạn, tôi bỏ hát, ngưng trong thời gian 4 năm. Thời gian sau đó trong niềm thất vọng tận cùng với nhân tình thế thái, Tuấn Vũ rơi vào một trạng thái chán nản nhất trong cuộc đời, gần như mặc kệ tất cả. Trong vũng sâu đó, may mắn là Tuấn Vũ vẫn còn những người bạn tốt bên cạnh để kéo lên. Đầu tiên là hai nhà thơ Du Tử Lê và Nguyên Sa, những người ở bên cạnh để nâng đỡ về mặt tinh thần ổn định tâm lý rồi sau đó là ca sĩ lê uyên đã gọi tuấn vũ đi hát trở lại nhận thấy bạn bè vẫn luôn bên cạnh khán giả vẫn còn yêu thương cuộc sống tuấn vũ vui vẻ trở lại và có thể quên được những chuyện buồn trong quá khứ tình bạn đúng nghĩa đã đẩy lùi những sự lừa lọc gian dối và phản bội từ sự gục ngã xuống vực sâu giọng hát tuấn vũ trở lại nhuốm mùi cay đắng hơn trải đời hơn có nhiều khán giả tò mò về cuộc sống hôn nhân của tuấn vũ điều đó cũng dễ hiểu vì anh là người nổi tiếng có nhiều fan hâm mộ nhưng anh e rè khi nhắc đến chuyện đời tư của mình vì nó không được vui vẻ cho lắm. Trong một lần hiếm hoi, Tuấn Vũ nói rằng anh đã từng lấy vợ và sống những ngày hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi, chỉ kéo dài 8 năm với một phụ nữ gốc hoa. Bên gia đình vợ có một chợ mini và muốn Tuấn Vũ nghỉ hát để về quản lý. Tuy nhiên, Tuấn Vũ là người biết rõ hơn ai hết rằng cuộc đời anh không thể tách rời khỏi âm nhạc. Tuấn Vũ là một hiện tượng đặc biệt của làng nhạc vàng. Những người hâm mộ của anh rất đông đảo, không chỉ ở hải ngoại trên khắp các châu lục, nơi có người Việt sinh sống mà còn ở cả trong nước, đặc biệt là ở Hà Nội. Những khán giả này cuồng nhiệt đến nỗi có thể xem họ là những tín đồ trung thành. Thật khó lý giải về sức hút của giọng hát Tuấn Vũ, vì sao anh lại được hâm mộ đặc biệt như vậy ở trong nước. Còn nhớ, hơn 10 năm trước khi Tuấn Vũ thực hiện một loạt live show tại Hà Nội, ở ngay trong nhà hát lớn nơi được xem là thánh địa của nhạc thính phòng thì tất cả các show đó đều cháy vé, trở thành một hiện tượng chưa từng có của phòng vé ca nhạc thủ đô giọng hát tuấn vũ như là một chất men dễ làm cho khán giả ngây ngất nếu nghe lại những bản thu âm thời đỉnh cao có thể thấy giọng hát của anh rất tự nhiên hát mà như không như rót mật vào tai từ những nốt trầm đến nốt cao đều được xử lý nhẹ nhàng không gò bó thoát ra từ một âm vực rộng hiếm thấy những ca sĩ thế hệ sau này thường có giọng hát bị ảnh hưởng ít nhiều từ các thế hệ đi trước nhưng tuấn vũ thì khác Giọng hát của anh là độc nhất vô nhị, thậm chí đã tạo nên một trường phái riêng, trường phái Tuấn Vũ, như là những danh ca gạo cội như Duy Khánh, Chế Linh, Nhật Trường đã làm được. Hiện nay ở tuổi ngoài 60, giọng ca Tuấn Vũ dĩ nhiên là không thể mượt mà và tự nhiên được như thời đỉnh cao, nhưng sự đam mê trong từng lời hát của anh thì vẫn vậy, như là chất men làm say mê lòng người qua từng giai điệu bất hủ của dòng nhạc vàng. Danh ca Thanh Tuyền và cuộc sống hiện tại sau hơn nửa thế kỷ thăng trầm Danh ca Thanh Tuyền là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng. Cũng như nhiều ca sĩ khác cùng thế hệ, sở hữu được nét riêng biệt trong giọng hát. Khi cô cắt tiếng hát lên, là biết ngay đó là Thanh Tuyền không lẫn vào đâu được. Bởi chất giọng đặc biệt, cách luyến lái trở thành thương hiệu. Cô hát theo lối bạch thanh, giọng cao vút, ngân nga trầm bồng. Cô là chị cả trong một gia đình nghèo ở Đà Lạt có tổng cộng 16 người con. Lên trung học cô thi đậu vào trường nữ Bùi Thị Xuân danh tiếng nhất Đà Lạt. Dù nhà nghèo đông con nhưng vẫn cố gắng học giỏi với ước mơ sau này trở thành cô giáo. Tuy nhiên từ nhỏ, Thanh Tuyền đã say mê và có năng khiếu ca hát. Vào năm 59 khi chỉ vừa mới lên trung học, cô đoạt được giải Thần Đồng Đà Lạt với các khúc Nắng đẹp miền Nam của nhạc sĩ Lam Phương. Đầu thập niên 60 khi còn đang đi học, Thanh Tuyền được nhận vào hát ở Đài Phát thanh, đồng thời được người cậu chỉ dẫn nhạc lý sơ cấp. Trong một lần thu thanh tại Đài Phát thanh ca khúc Vọng Gác đêm sương của nhạc sĩ Mạnh Phát, được chính nhạc sĩ Mạnh Phát tình cờ nghe được và nhận ra những tiềm năng của cô nữ sinh Đà Lạt, sau đó nói lại với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, giám đốc hãng đĩa Continental. Thanh Tuyền trở thành học trò của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, sau đó cũng trở thành học trò của nhạc sĩ Mạnh Phát. Được hai nhạc sĩ tên tuổi này hết lòng nâng đỡ, để sau đó trở thành một danh ca nhạc vàng nổi tiếng suốt hơn nửa thế kỷ qua. Rời quê hương Đà Lạt, Thanh Tuyền xuống Sài Gòn ở chung với vợ chồng nhạc sĩ Mạnh Phát, Minh Diệu để học nhạc và bắt đầu những bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp. Các khúc đầu tiên được Thanh Tuyền thu đĩa, đó là dấu chân kỷ niệm của thầy là nhạc sĩ Mạnh Phát. Ngay lập tức đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Cô cũng góp mặt lần đầu tiên trong một chương trình nhạc của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương trên đài truyền hình và liên tục trong nhiều chương trình khác mặc dù là học trò của Nguyễn Văn Đông và độc quyền cho hãng Sơn Ca và Continental của nhạc sĩ này, Thanh Tuyền vẫn được cho phép hát cho các hãng khác, đặc biệt là vào năm 66 khi cô bắt đầu cộng tác với hãng địa Asia Sóng Nhạc và hãng dĩa Việt Nam, tên tuổi Thanh Tuyền vụt sáng với rất nhiều ca khúc ăn khách như Đà Lạt Hoàng Hôn, Nỗi Buồn Hoa Phượng. Những bài hát này đã khẳng định tên tuổi và vị trí của Thanh Tuyền với công chúng. Cho đến năm 18 tuổi, 1966, Thanh Tuyền đã là một cái tên sáng giá trong làng nhạc Sài Gòn, nhưng cô chỉ thu dĩa và hát cho đài phát thanh. Sau đó cô mới đủ tuổi hát phòng trà và đặt chân vào hát tại các vũ trường như Tự Do, Maxim. Thời đỉnh cao, Thanh Tuyền cho biết cô hát 6 phòng trà mỗi đêm. Từ năm 1967 đến 1968, Thanh Tuyền bắt đầu song ca cùng ca sĩ Chế Linh và trở thành một hiện tượng trở thành đôi song ca nhạc vàng được yêu thích nhất từ trước đến nay. Người ghép đôi để Thanh Tuyền hát song ca cùng Chế Linh chính là hai người thầy là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và Mạnh Phát bản thu thanh hái hoa rừng cho em của nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân trong dĩa nhựa Continental, đánh dấu lần đầu chế linh thanh tuyền song ca và ăn khách ngoài mong đợi. Những hãng nghĩa khác sau đó tiếp tục khai thác cặp đôi này, cũng như hàng loạt các khúc được sáng tác để chế linh thanh tuyền song ca. Đó là con đường xưa em đi, phút cuối tình bơ vơ. Năm 1970, Thanh Tuyền đoạt hai giải Kim Khánh là nữ ca sĩ được yêu thích nhất và album được yêu thích nhất trên báo Trắng Đen do khán thính giả bình chọn. Từ năm 72 đến 74, theo cuộc trưng cầu ý kiến độc giả của Nhật báo Trắng Đen, Thanh Tuyền đều được bình chọn là nữ ca sĩ ăn khách nhất. Năm 68, Thanh Tuyền lên xe hoa, cô không hát phòng trà nữa mà chỉ tiếp tục hát trong băng đĩa. Năm 70, Trung tâm Thúy Nga phát hành, cuốn băng đầu tiên mang tên tiếng hát Thanh Tuyền 1, đạt được thành công ngoài mong đợi là băng nhạc bán chạy nhất thời điểm đó. Sau thành công của băng nhạc tiếng hát Thanh Tuyền 1, Thanh Tuyền thu âm tiếng hát Thanh Tuyền 2 bán cho hãng dĩa Việt Nam để phát hành. Hãng dĩa Việt Nam tiếp tục mời Thanh Tuyền thực hiện tiếng hát Thanh Tuyền 3, Thanh Tuyền 4 cho đến năm 1975 đang ở trên đỉnh cao của danh vọng và sự nghiệp lẫy lừng. Cuộc đời thanh tuyền sang trang vào năm 75, chồng cô vượt biên trước để lại cô với ba người con còn rất nhỏ, cùng lời hứa hẹn sang ổn định trước thì đón ba mẹ con sang Mỹ. Nhưng suốt 3 năm chồng đi biệt xứ không tin tức, Thanh Tuyền ở lại sống trong hoang mang, mong rằng có thể chồng mình đã không vượt qua được những cơn bão trên đại dương, nhưng thực tế ông có được một cuộc sống ổn định trên đất Hoa Kỳ. Ở lại trong nước Thanh Tuyền sống một cuộc sống thiếu thốn, bên nách ba con thơ, vừa phải làm mẹ vừa phải làm cha, cuộc sống đỡ túng thiếu hơn khi Thanh Tuyền trở thành ca sĩ của đoàn Kim Cương. Năm 78, Thanh Tuyền quyết định đi Mỹ, cô tị nạn ở đảo Pulau Bi Đông một năm trước khi sang Hoa Kỳ vào năm 79. Tại đây cô tìm kiếm và gặp lại chồng, nhưng người này đã có gia đình mới. Sau đó Thanh Tuyền đi bước nữa với một người đàn ông, đã giúp đỡ cô rất nhiều trong những năm tháng khó khăn. Sau năm 75, cũng là người giúp cô đưa con sang được đến Mỹ. Thanh Tuyền có tất cả bốn người con, gồm ba người con với người chồng đầu và một người con với người chồng hiện tại. Trong số đó chỉ có con gái thứ ba la theo nghiệp mẹ, một thời là ca sĩ độc quyền của trung tâm Asia, con trai cả của bà là Don Nguyễn và là chồng của nữ nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền. Hiện nay dù đã ở tuổi ngoài 70, danh ca Thanh Tuyền vẫn hát live tốt và vẫn thỏa sức được sống cùng đam mê ca hát. Nghiệp dĩ đã gắn bó với cô suốt hơn nửa thế kỷ qua. Có được điều này là nhờ người chồng luôn đứng sau ủng hộ, hỗ trợ nữ danh ca. Thanh Tuyền từng cho biết, anh vừa là bạn đời, người thầy, vừa là khán giả khó tính nhất mà tôi từng gặp. Tuy không phải là nghệ sĩ, anh có trình độ cho tôi ý kiến mỗi lần có bài hát mới. Trong lần về nước năm 2016, danh ca Thanh Tuyền tâm sự về cuộc sống viên mãn của mình sau nhiều năm thăng trầm. Tôi được may mắn có cuộc sống viên mãn không phải bôn ba nữa. Những ngày cuối đời của tôi bây giờ là phần thưởng của ơn trên. Như vậy tôi thấy mình quá lời rồi, chỉ được thêm thôi. Trên đời này không có gì tồn tại mãi, đó là quy luật. Nên tôi thấy giây phút nào còn được là chân quý. Được hát cho khán giả giây phút nào thì hay giây phút đó. Hiện tại vợ chồng Thanh Tuyền đang sống tại Mỹ Nếu không đi hát Hai người sẽ dành thời gian để nấu cơm Làm vườn tận hưởng cuộc sống bình dị và hạnh phúc Chuyện ít biết về danh ca Thanh Tuyền Ít ai biết nghệ danh Thanh Tuyền được hàng triệu người biết tới Được người thầy của mình Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đặt cho Tên thật của bà là Như Mai Mà thời bấy giờ có rất nhiều ca sĩ tên Mai Ông thầy đặt tôi tên là Thanh Tuyền Nghĩa là dòng suối Nước chảy hoài và tôi cũng sẽ hát hoài Thanh Tuyền thực sự rất háo hức mong đến lúc gặp lại những khán giả đã yêu thương và chờ đợi mình cùng với Chế Linh để hát cho đã. Mong khoảnh khắc được sống trọn vẹn trong trời thu Hà Nội, giọng hát được mệnh danh diva nhạc sến xúc động chia sẻ. Chia sẻ về cô học trò cương Thanh Tuyền, nhạc sĩ Đặng Văn Đông kể năm 64 ông lên Đà Lạt nghỉ dưỡng và nghe mấy người bạn kể về một cô bé tên Như Mai có giọng hát rất đặc biệt. Hỏi ra thì được hay Như Mai là nữ sinh trường Bùi Thị Xuân nhưng hàng tuần vẫn tham gia hát ở đài phát thanh Đà Lạt. Sau đó tình cờ trong lần về trường Bùi Thị Xuân tổ chức lễ bế giảng, nhạc sĩ Đặng Văn Đông nhận lời tham dự. Tại phần biểu diễn các tiết mục văn nghệ, ông nghe thấy người dẫn chương trình giới thiệu phần trình diễn của Như Mai và sững sờ trước giọng hát lạnh lót, khỏe khoắn và đầy nội lực của tuổi thanh xuân, âm vang trộn trả cả sân trường. Khi ấy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông không hề biết rằng cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn cùng giọng hát cao vóc kia từ lâu đã nhen nhóm ước mơ trở thành ca sĩ. Có điều ông nhận thấy rất rõ, dường như ẩn trong giọng hát là một ước mơ và hy vọng cháy bỏng mà cô bé muốn giải bày. Sau khi xem xong phần trình diễn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông tìm gặp và hỏi Như Mai có muốn trở thành ca sĩ không? Và ngay lập tức, ông nhận được cái gật đầu dứt khoát của cô bé. Từ đó, vị nhạc sĩ tài ba quyết định gặp thân sinh của Như Mai để bàn chuyện đưa cô bé về Sài Gòn đào tạo thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhớ lại, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông bảo, ban đầu bố mẹ Như Mai cũng lo ngại vì con gái còn nhỏ, sống xa gia đình gặp nhiều khó khăn xong rốt cuộc trở ngại này được giải quyết ổn thỏa khi nhạc sĩ nguyễn văn đông nhờ vợ chồng người bạn nhạc sĩ mạnh phát và ca sĩ minh diệu đứng ra nhận như mai làm con nuôi và để cô bé về tá túc trong gia đình của họ mọi chi phí sinh hoạt cuộc sống của cô bé khi lên sài gòn đều do hãng đĩa mà nhạc sĩ nguyễn văn đông cùng một vài người bạn sáng lập đứng ra đài thọ chưa đầy một năm kể từ khi lên sài gòn cô bé như mai có tên mới nghệ danh thanh tuyền phủ sóng trọng khắp các kệ băng đĩa nhạc xuất hiện ngang hàng với các bậc đàn anh đàn chị trên đài phát thanh các sân khấu lớn nhỏ và được báo giới sài thành không ngớt lời khen ngợi hình của thanh tuyền được treo khắp các góc đường ở sài gòn đến giờ nhạc sĩ nguyễn văn đông vẫn nhớ như in kỷ niệm thú vị khi lần đầu tiên dẫn cô học trò của mình đi biểu diễn tại sài gòn địa điểm hát khi ấy là sân khấu tại một phòng trà nằm trên đường lê lợi trước buổi diễn nhạc sĩ nguyễn văn đông quan sát thấy cô học trò của mình không có đồ trang điểm nên đích thân đi mua son và phấn đưa cho thanh tuyền Tuy nhiên, vị nhạc sĩ đã rất ngạc nhiên khi nghe Thanh Tuyền rụt rè chia sẻ là chưa dùng son phấn bao giờ nên không biết sử dụng thế nào. Sát giờ diễn hôm đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đưa cô học trò đi tìm các nơi làm tóc, trang điểm ở dọc đường Lê Lợi nhưng các cửa hàng đều đóng cửa. Không biết làm cách nào, cả hai thầy trò bèn ngồi bệt xuống vỉa hè trên đường Lê Lợi, rồi dưới ánh trăng sáng tù mù vàng vọt của đèn đường, thầy đánh liệu bôi phấn tô son kẻ lông mày cho trò trước khi chạy như bay đến sân khấu cho kịp giờ biểu diễn. Để rồi khi cô trò nhỏ Thanh Tuyền cất giọng hát trên sân khấu ngày khởi nghiệp của mình, người thầy tài năng lại thấy lòng ngập tràn niềm tự hào và xúc động. Lần đầu tiên đi hát ở Sài Gòn, Thanh Tuyền đã có một buổi trang điểm không thể nào quên giữa đường như thế. Còn với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, đó cũng là lần đầu tiên ông cầm vào đồ trang điểm và make up cho người khác. Nhiều chục năm sau cho đến tận bây giờ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng chưa lần nào thử tài trang điểm cho thêm bất cứ ai. Cũng chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là người tác hợp nên cặp sông ca vàng Thanh Tuyền chế linh. Đó là vào năm 1967-1968, khi ấy, Chế Linh đang cộng tác với hãng đĩa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Vì muốn tạo ra sự mới mẻ, tránh để khán giả nhàm chán với nghệ sĩ hát đơn, nên vị nhạc sĩ này đề nghị Thanh Tuyền song ca với Chế Linh. Nhớ lại, Thanh Tuyền kể, khi ấy nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đưa bài hát hái trộn hoa rừng và đề nghị hát chung với một nam ca sĩ mới. Đĩa nhạc đầu tiên, trong đó có bài này được tung ra thị trường gây sốt một cách không ngờ. Tên tuổi của cặp song ca lan truyền với tốc độ ánh sáng và phủ rộng khắp làng nhạc vàng Việt Nam với hàng loạt các ca khúc như Tình Bơ Vơ, Phút Cuối, Con Đường Xưa Em Đi. Sắp tới đây, Thanh Tuyền và người cùng bà tạo nên cặp sông ca nhạc vàng kinh điển, nam danh ca Chế Linh, sẽ lần đầu tiên hội ngộ trên sân khấu tại Hà Nội trong live show chung Chế Linh Thanh Tuyền, Con Đường Xưa Em Đi và các cặp sông ca vàng hải ngoại. Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Dương Hồng Loan, Lưu Chí Vĩ, Tống Bỉ Linh diễn ra vào tối 2 tháng 11 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Trong lòng những người yêu âm nhạc vàng, đặc biệt là yêu mến cặp danh ca này thì chế linh là người ăn ý nhất với thanh tuyền và ngược lại khán giả vẫn xem đây là cặp tình nhân đẹp nhất trong làng nhạc vàng từ trước đến nay